Hello everyone, how are you today? Bữa nay là second July ha, giống như là chúng ta ăn mừng lễ July 4 trước một chút đi ha. Không hả? Tại sao không? Vâng thưa quý vị, ở đây là một giống như là một club của người Việt Nam của chúng ta mỗi hàng tuần. Và chúc cho anh chị một đêm ca nhạc và buổi thật là vui. Kính thưa quý vị, tình yêu là một đề tài muôn thuở, đã tốn biết bao giấy mực của thi sĩ, nhạc sĩ đã viết lên tình yêu. Sau đây, Tô Thanh Tùng có một nhạc phẩm mà rất nhiều người yêu mến. Đó là nhạc phẩm Chu Kỷ Niệm Buồn. Xin mời quý vị ra sàn nhảy với vũ điệu Cha Cha Cha. Và xin quý vị cho anh Ninh và Long một tràng vỗ tay, keyboard và âm thanh của chúng ta. Đồ thứ nha, đồ thứ. Mọi sinh